Manchester United và Tottenham Hotspur cùng thất bại trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa trước và phải ngậm ngùi đá Europa League mùa này. Tuy nhiên, cách giành vé dự Europa League của hai đội rất khác nhau. Tottenham Hotspur tiếc nuối khi hụt vị trí thứ tư vào tay Aston Villa, còn Manchester United đáng ra không có vé dự cúp châu Âu khi xếp thứ tám tại giải ngoại hạng Anh. Queen's chỉ có vé rất bất ngờ khi hạ Manchester City tại Chung kết FA Cup mùa năm 2024/25. Manchester United và Tottenham Hotspur cùng khởi đầu chật vật nhưng vẫn ở hai thế giới khác nhau. Tottenham Hotspur dù xếp thứ 10 vẫn ở nửa trên bảng xếp hạng, còn Manchester United xếp nửa dưới. Thực ra, danh giới rất mong manh vì Manchester United xếp thứ 11, ngang điểm với Tottenham Hotspur nhưng kém hơn về hiệu số, 5 phần 5 so với 9 phần 5. Chỉ có điều, chính hiệu số khác biệt đó tạo ra sự tranh lớn giữa hai đội khi đối đầu nhau. Nói cách khác, sức mạnh tấn công của Tottenham Hotspur đang ăn đứt so với quỷ đỏ với số bàn ghi được nhiều gần gấp đôi, 9 so với 5 bàn. Trong 8 trận trên các đấu trường, Manchester United thắng 3 trận. Một trong 3 chiến thắng đó đến từ trận gặp đối thủ yếu là Barnsley ở Carabao Cup, vì vậy khó là thước đo để đánh giá hàng công Manchester United. Chiến thắng khó nhọc trước Fulham ở trận khai mạc cũng chẳng phải điểm sáng khi câu lạc bộ phải chờ phút 87 mới hạ được đội khách. Như vậy, chỉ có chiến thắng trước Southampton đáng kể và lần duy nhất Manchester United ghi hơn một bàn trong một trận đấu tại ngoại hạng Anh. Dù vậy, cũng chẳng có gì đáng tự hào với bại tướng sao tham tân đội mới chỉ có một điểm từ đầu mùa. Trận gặp Twente trên sân nhà tại Europa League vừa qua càng phơi bày điểm yếu của Manchester United. Họ có bàn dẫn trước của Christian Eriksen trong hiệp 1 và đáng ra phải ghi thêm bàn để khép lại trận đấu. Xong, quỷ đỏ, phung phí cơ hội một cách cầu thả. Trận đó, đội bóng của huấn luyện viên Eric Ten Hag dứt điểm 18 lần, tạo ra bàn thắng kỳ vọng, SC, đến 1,5 nhưng chỉ ghi một bàn phung phí cơ hội trở thành vấn đề lớn của Manchester United. Tổng số bàn thắng kỳ vọng quỷ đỏ tạo ra sau 5 trận là 9,86 cao thứ tư tại Premier League nhưng chỉ ghi 5 bàn, hơn 3 đội gần cuối bảng là Southampton, Ipswich và Crystal Palace. Tranh lệch số bàn thắng kỳ vọng và thực tế của Manchester United là trừ 4,86 cao thứ hai tại giải, chỉ sau Southampton. Tottenham Hotspur là đội biết chất chiêu cơ hội tốt hơn Manchester United và điều đó giúp họ vừa sống sót kỳ diệu tại Europa League. Tiếp Carabac dạng sáng 27 tháng 9, giờ Hà Nội, Tottenham Hotspur bị mất người ngay phút thứ 8. Carabac không phải đội tay mơ vì suýt loại Bayer Leverkusen tại Europa League mùa trước. Đội bóng Azerbaijan tạo ra thế trận ngang ngửa với 14 lần dứt điểm, tạo bàn thắng kỳ vọng là 2,1. Dù vậy, Tottenham Hotspur vẫn đứng vững trước sóng gió. Gà trống, biệt danh Tottenham Hotspur, chỉ tạo ra 1,2 bàn thắng kỳ vọng nhưng ghi tới 3 bàn. Đây là sự chuẩn bị không thể tốt hơn của thầy trò An lâu trước chuyến hành quân tới Old Trafford. Việc Dominic Solang và Brandon Johnson ghi bàn trở lại là tín hiệu vui cho Tottenham Hotspur. Cả hai cầu thủ này vừa ghi bàn trong trận thắng Brentford. Nếu Solang có hai trận ghi bàn liên tiếp, thì Johnson sở hữu chuỗi ba trận liên tục lập công. Son Heung-min mới ghi hai bàn tại Premier League từ đầu mùa, vẫn là một điều gì đó khiến Manchester United khao khát. Tới nay, huấn luyện viên Erik Ten Hag không giúp cầu thủ nào của Manchester United ghi hơn một bàn ở giải ngoại hạng Anh mùa năm 2024-25. Năm Alejandro Garnacho hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất với 4 bàn. Thế nhưng, trong đó có hai bàn trong trận thắng Bansley với tỷ số 7, không, một bàn là tại Community Shield và chỉ có một bàn ở Premier League. Còn nhớ mùa trước, Manchester United ghi được 57 bàn trong cả mùa giải và bị giới chuyên gia chỉ trích hết lời. Nhưng năm vòng mùa trước, Manchester United vẫn còn ghi được 7 bàn dù phải gặp cả Tottenham Hotspur và Arsenal. Hiệu suất ghi bàn trong mùa này tụt sâu hơn cùng kỳ dù chưa phải gặp đối thủ nào lớn. Bởi vậy, người hâm mộ Manchester United rất bi quan khi đội nhà phải tiếp Tottenham Hotspur. Manchester United và Tottenham Hotspur đều thất bại trong cuộc đua giành vé giữ Champions League mùa trước. Manchester United được vé giữ Europa League nhờ chức vô địch FA Cup, trong khi Tottenham Hotspur chỉ có vé nhờ vị trí thứ năm. Mùa này, cả hai đội đều khởi đầu chật vật, nhưng Tottenham Hotspur đang chơi tốt hơn với sức mạnh tấn công vượt trội. Tottenham Hotspur biết cách chắc chiêu cơ hội và ghi bàn hiệu quả hơn Manchester United, trong khi quỷ đỏ đang gặp vấn đề trong việc dứt điểm. Điều này khiến người hâm mộ Manchester United lo ngại trước cuộc đối đầu với Tottenham Hotspur sắp tới.